Kênh Tử Vi hôm nay xin chào mọi người. Hôm nay không được may mắn khi có vận tiểu nhân ngáng đường. Bạn dễ bị cấp trên khiển trách vì thiếu tập trung trong công việc, thậm chí còn có thể vướng phải sai sót nghiêm trọng. Tình hình hiện tại thì tài chính cũng không được ổn cho lắm. Tiền bạc phải tiết kiệm để phòng thân. Để biết thêm chi tiết mời quý anh chị và các bạn xem hết video ạ. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận thông báo video mới nhất nha. Tử vi tuổi Tý, các dấu hiệu chiêm tinh học cho thấy tuổi Tý có thể gặp phải những vấn đề về cảm xúc, khiến bạn dễ xúc động và mất bình tĩnh hơn thường lệ. May mắn thay, bạn có sự hỗ trợ từ gia đình, những người sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ bạn. Nhờ vậy, những lúc khó khăn sẽ trôi qua dễ chịu hơn bạn nghĩ. Tử vi hôm nay nhắc nhở tuổi Tý không nên để mình bị ràng buộc bởi những trách nhiệm và bổn phận không cần thiết, nếu bạn muốn có thời gian thư giãn và vui vẻ. Hãy gạt bỏ mọi muộn phiền và lo âu sang một bên, tập trung vào những giá trị tích cực trong cuộc sống, bạn sẽ thấy rằng những lo lắng sẽ dần được xoa dịu. Đây cũng có thể là ngày bạn gặp phải một số vấn đề liên quan đến tiền bạc, khiến bạn cảm thấy buồn phiền và bị áp lực, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu cần, bạn nên tìm kiếm sự trợ giúp từ những người xung quanh để giải quyết vấn đề của mình. Con số may mắn 42, 27, 81. Tử vi tuổi Mậu Tý, công việc còn trải qua nhiều khó khăn bận rộn, không nên hấp tấp. Nên có sự tham khảo ý kiến của người khác. Có nhiều áp lực, hoặc ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng nếu bền chí thì sẽ thắng lợi, cần đề phòng những rủi ro bất trắc liên quan đến sức khỏe, bổn mạng của mình và người thân. Nên thử thời vận. Tử vi tuổi Canh Tý, nếu có tiền bạc thì cũng nên cẩn trọng, vì chỉ đem lại những bất hòa, xích mích về tình cảm, hoặc phải chi dụng vào những việc buồn về đình đám, xe cộ, máy móc, án phí, lệ phí, thuế, đau ốm, sức khỏe, tan tóc, tai nạn của mình hoặc người thân. Có tin xa, mọi sự sẽ đến hai lần. Chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu. Tử vi tuổi Nhâm Tý, công việc còn trải qua nhiều khó khăn bận rộn, không nên hấp tấp. Nên có sự tham khảo ý kiến của người khác, có nhiều áp lực, hoặc ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng nếu bền chí thì sẽ thắng lợi. Cần đề phòng những rủi ro bất trắc liên quan đến sức khỏe, bổn mạng của mình và người thân. Có sự gặp gỡ bất ngờ, hoặc có tin tức. Tử vi tuổi Giáp Tý, đã đến lúc phải thay đổi hoàn cảnh, công việc, không nên chần chờ. Có quý nhân giúp đỡ. Sự mong cầu về tiền bạc có kết quả chậm, nhưng có hiệu quả trong tương lai. Nên đầu tư hoặc tiến hành, kể cả vấn đề tình cảm. Tử vi tuổi Bính Tý, mọi việc nên có sự chậm chạp, phải biết chờ đợi mới tốt. Không nên có sự đối đầu ngang ngửa khi việc xấu đến, cần phải bình tĩnh để giải quyết. Phía sau của vấn đề còn có nhiều người dòm ngó, mưu sự mà mình chưa biết. Sức khỏe không tốt, đề phòng rủi ro. Sự mong cầu về tiền bạc, tài lộc còn chậm. Có tin xa, có người đi xa. Tử vi tuổi Sửu. Tuổi Sửu có thể cảm thấy không thoải mái khi những sự việc không vui từ quá khứ bỗng nhiên được gợi lại. Việc giữ mãi sự khó chịu trong lòng không chỉ khiến bạn phân tâm, mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng và tinh thần làm việc của bạn. Để giữ bình tĩnh trước khủng hoảng, tuổi Sửu nên tránh đưa ra những hành động vội vàng và thiếu cân nhắc. Trong công việc, bạn có thể không có cơ hội để thể hiện những ý tưởng sáng tạo độc đáo của mình. Điều này có thể làm giảm vận may tài lộc và bạn có thể phải vay mượn để giải quyết các rắc rối. Tuy nhiên, chuyện tình cảm sẽ là điểm an ủi đối với bạn. Mối quan hệ với gia đình và bạn bè khá hòa hợp, mang lại cho bạn sự hỗ trợ tinh thần vững chắc. Bạn sẽ nhận được sự an ủi và chia sẻ từ những người xung quanh, giúp bạn đứng vững trước những thử thách trong cuộc sống. Con số may mắn 1, 3, 15. Tử vi tuổi Kỷ Sửu. Nếu có sự giúp đỡ của quý nhân thì cũng không nên so đo e ngại sự hao tốn hoặc những việc nhỏ nhặt. Không nên bàn tán chỉ gây thêm rắc rối phiền toái. Có lộc nhỏ hoặc lộc ăn, quà tặng, tin vui, đã đến lúc cần phải giải quyết những công việc đúng hạn kỳ theo sự hẹn ước. Có tin xa hoặc gặp gỡ người thân. Tử vi tuổi Tân Sửu, đi vào chuyện tình cảm hoặc quyết định theo tình cảm là điều không nên. Chuyện tiền bạc cần phải có sự thẳng thắn, không nên e dè thì mới có kết quả. Nếu có tiệc, đình đám được mời thì mình cũng phải có sự hao tốn. Có tin xa. Tử vi tuổi Quý Sửu, nếu có sự giúp đỡ của quý nhân thì cũng không nên so đo e ngại sự hao tốn hoặc những việc nhỏ nhặt. Có sự trở ngại chút ít, nhưng cũng phải cố gắng hoàn tất.
không nên bàn tán chỉ gây thêm rắc rối, phiền toái. Có lộc nhỏ hoặc lộc ăn, quà tặng, tin vui, đã đến lúc cần phải giải quyết những công việc đúng hạn kỳ, theo sự hẹn ước. Có tin xa hoặc gặp gỡ người thân. Tử vi tuổi Ất Sửu, đi vào chuyện tình cảm hoặc quyết định theo tình cảm là điều không nên. Chuyện tiền bạc cần phải có sự thẳng thắn thì mới có kết quả. Nếu có tiệc, đình đám được mời thì mình cũng phải có sự hao tốn, có tin tức ở xa. Tử vi tuổi Đinh Sửu, nên tự trọng và giữ lấy uy tín của mình. Không nên bực bội, cãi nhau khi công việc, tình cảm đến không được như ý. Nếu suy nghĩ kỹ thì cũng không có gì gọi là thiệt thòi. Sự mập mờ, mơ hồ về giao ước, hứa hẹn sẽ có kết quả ở tương lai. Tiền bạc còn chậm hoặc chỉ là lời hứa. Tử vi tuổi Dần khá tốt đẹp với tình hình công việc và tài chính ổn định. Bạn có vẻ hài lòng với những gì mình đang có, dẫn đến việc thiếu động lực phấn đấu. Thậm chí có thể trở nên lười nhác và không muốn làm gì thêm. Nếu tuổi Dần không tiếp tục nỗ lực, bạn có thể bị thụt lùi và bỏ lại phía sau. Do đó, hãy tìm kiếm nguồn cảm hứng và niềm vui từ việc học hỏi thêm kiến thức mới, hoặc tìm kiếm những trải nghiệm thú vị để tái tạo năng lượng. Điểm sáng trong ngày của bạn là tình yêu đôi lứa hài hòa và nồng ấm. Bạn và đối phương ngày càng hiểu nhau hơn, biết thông cảm và lắng nghe những chia sẻ của nhau. Mối quan hệ trở nên khăng khít hơn. Đối với những người còn độc thân, tuổi Dần cần kiên nhẫn hơn trong chuyện tình duyên. Con số may mắn 8, 24, 72. Tử vi tuổi Canh Dần, ngày xung của bổn mạng. Nếu công việc, hoàn cảnh, tình thế không còn được như ý muốn thì nên thay đổi hoặc đi xa, rời chỗ. Ngày có sự tụ hội đông đảo hoặc có nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn. Sức khỏe không tốt, tâm tình bất an, nên cẩn trọng khi sử dụng xe cộ, máy móc, nuôi súc vật. Không nên tham vọng quá lớn sẽ có điều hối tiếc. Tử vi tuổi Nhâm Dần, ngày xung của bổn mạng. Ngày có rất nhiều biến động, biến chuyển trong công danh, tình cảm, tài lộc khiến mình phải rất bận rộn để giải quyết. Tin tức tốt xấu lẫn lộn, nên tìm gặp quý nhân là người khác phái sẽ giúp được cho mình. Nên cẩn trọng trong việc di chuyển đi lại, sử dụng xe cộ máy móc có rủi ro. Không nên bày vẽ thêm sẽ gặp rắc rối. Tử vi tuổi Giáp Dần, ngày xung của bổn mạng. Nếu có tài lộc thì nên trang trải mọi việc còn tồn đọng lâu dài. Có quý nhân hoặc bè bạn giúp đỡ trong công việc. Không nên chần chờ lỡ mất cơ hội. Có tin tức ở xa hoặc người thân đi xa, gặp lại người xưa. Nếu cần thay đổi nơi ăn chốn ở, văn phòng thì nên quay về khu vực cũ. Có người nhắc lại chuyện xưa khiến mình cần phải giải quyết. Nên cẩn trọng về sức khỏe, nhà có người đau yếu hoặc gặp chuyện buồn. Tử vi tuổi Bính Dần, ngày xung của bổn mạng. Ngày bị nhiều áp lực nên bình tĩnh. Có nhiều bôn ba khó khăn hoặc gặp chuyện khó giải quyết mà công việc lại trong tình trạng cấp bách. Cẩn trọng gặp dễ sự thưa kiện, tranh cãi, nói ngược, sai hẹn. Không nên giao du kết bạn, đi chung sẽ gặp điều bất mãn, hao tốn, chuyện tình cảm chỉ là sớm nở tối tàn. Tử vi tuổi Mậu Dần, ngày xung của bổn mạng. Ngày có rất nhiều biến động, biến chuyển trong công danh, tình cảm, tài lộc khiến mình phải rất bận rộn để giải quyết. Tin tức tốt xấu lẫn lộn, nên tìm gặp quý nhân là người khác phái sẽ giúp được cho mình. Nên cẩn trọng trong việc di chuyển đi lại, sử dụng xe cộ máy móc có rủi ro, tai nạn. Không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện sẽ gặp rắc rối. Tử vi tuổi Mão, bạn không nên quá tự phụ. Trong công việc, hãy nhớ rằng sự khiêm tốn là rất quan trọng. Dù bạn có giỏi, vẫn có người khác giỏi hơn. Vì vậy hãy biết lắng nghe và học hỏi từ người khác. Chuyện tình yêu hôm nay có thể không như ý, khiến bạn cảm thấy buồn và khó tập trung vào công việc. Mặc dù tình cảm là quan trọng, nhưng đừng để tâm trạng chán nản và mệt mỏi làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn. Sức khỏe của tuổi Mão hôm nay có dấu hiệu không tốt. Khi cơ thể mệt mỏi, năng suất làm việc cũng sẽ giảm. Lời khuyên cho bạn là nên chú ý ăn uống bổ dưỡng và tập thể dục để nâng cao sức đề kháng. Con số may mắn 21, 6, 30. Tử vi tuổi Tân Mão, ngày có nhiều biến chuyển mạnh về công danh, tài lộc, việc làm cũng như về tình cảm. Cần phải có sự khôn khéo thì mới tránh khỏi chuyện phiền phức, bị ép buộc. Có sự gặp gỡ, di chuyển nên hoàn trả những gì đã nợ ở lúc trước để tránh sự buồn phiền trách oán hoặc hao tốn về mua sắm, giúp đỡ hoặc phải bị phân chia do điều kiện đã được định trước. Tử vi tuổi Quý Mão, nên di chuyển, đi xa giải quyết công việc. Nên hỏi thăm tin tức về công việc cũ, e không có kết quả như ý hoặc chưa tiến hành, dở dang, bỏ dở nữa chừng. Có người hoặc việc đến mình phải tiếp hoặc phải giải quyết, thuận lợi cho việc mưu cầu về tình cảm, ước hẹn.
nhưng cũng không nên đi tìm, sự việc sẽ đến. Tử vi tuổi Ất Mão, ngày có nhiều biến chuyển mạnh về công danh, tài lộc, việc làm cũng như về tình cảm. Cần phải có sự khôn khéo thì mới tránh khỏi chuyện vào nhanh ra nhanh. Nên hoàn trả những gì đã nợ ở lúc trước để tránh sự buồn phiền trách oán hoặc hao tốn về mua sắm, giúp đỡ hoặc phải bị phân chia do điều kiện đã được định trước. Tử vi tuổi Đinh Mão, việc rất dễ xảy ra ngoài ý muốn hoặc đảo lộn với những dự tính. Có nhiều việc đến khiến mình phải bỏ dở công việc hiện tại và lo toan việc mới. Có tin không tốt ở xa hoặc không làm theo sự đã giao ước. Nếu có cuộc đi chơi xa, coi chừng có sự lạc lối, chờ đợi lâu lắc, bỏ về nửa chừng. Tử vi tuổi Kỷ Mão, không nên mưu sự những chuyện lớn lao hoặc lâu dài. Hãy để sự việc tự nhiên đến, nên hỏi thăm tin tức về công việc cũ e không có kết quả như ý hoặc chưa tiến hành, bỏ dở nửa chừng. Có người hoặc việc đến mình phải tiếp hoặc phải giải quyết. Thuận lợi cho việc mưu cầu về tình cảm, ước hẹn, nhưng cũng không nên đi tìm, sự việc sẽ đến. Tử vi tuổi Thìn với sự hỗ trợ của thần tài. Tuổi Thìn sẽ đón nhận nhiều tin vui liên quan đến tài chính. Những nỗ lực và cố gắng của bạn trong thời gian qua cuối cùng cũng được đền đáp bằng những phần thưởng tài chính xứng đáng. Mặc dù hiện tại bạn đang có tài chính rủng rỉnh, nhưng tuổi Thìn nên trân trọng thành quả của mình. Đừng vội tiêu xài phung phí, mà hãy lập kế hoạch quản lý tài chính cụ thể. Tiết kiệm hoặc đầu tư là những lựa chọn hợp lý cho bạn vào thời điểm này. Tuy nhiên, hôm nay lại là một ngày khá xung khắc về mặt tình cảm đối với tuổi Thìn. Bạn và nửa kia có thể gặp phải những căng thẳng không đáng có và mối quan hệ không được như ý muốn. Những mâu thuẫn ngày càng gia tăng khiến thời gian ở bên nhau trở nên mệt mỏi và chán chường. Nếu không nỗ lực hàn gắn những vết rạn nứt này, mối duyên của bạn có thể khó giữ được. Con số may mắn 41, 65, 96, tử vi tuổi Canh Thìn. Chuyện công danh, tình cảm, tài lộc, nếu đến thì nên làm ngay, khi có lợi thì nên dừng bước, không nên kéo dài. Đề phòng có sự việc xảy ra không như ý hoặc phải có thêm điều kiện, nên tránh chuyện thị phi, tranh cãi. Sự lợi lộc có thể đến chậm, hoặc chỉ có tin, hoặc có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, không nên để cho tình thế hiện tại trói buộc mình, mà hãy mạnh dạn tìm phương cách giải quyết hoặc ra đi tìm phương kế. Nên suy xét cho cẩn thận về những lời bàn ra, tán vào, sự việc đến hoàn toàn không dễ dàng. Nếu có hợp đồng, ký kết, giao dịch, đầu tư, thì cẩn trọng về chữ nghĩa sẽ có sự giấu giếm, lừa đảo hoặc bị sơ sót lầm lẫn, đưa đến bất lợi. Tử vi tuổi Giáp Thìn, có nhiều tin tức tốt xấu, lẫn lộn đến về công danh cũng như về tình cảm. Có tài lộc vào nhanh ra nhanh, sức khỏe không tốt, ngày có quá nhiều sự bận rộn lo âu, gặp quý nhân hoặc bạn bè đến, cẩn trọng khi di chuyển, hấp tấp vội vàng không có lợi, có tin buồn hoặc có tin tức khiến mình phải lo toan, đùm bọc. Tử vi tuổi Bính Thìn nên suy nghĩ kỹ trước khi ăn nói hoặc hành động, dễ bị hàm oan, thị phi, ràng buộc vì lời hứa, ngày dễ gặp nhiều rủi ro, trắc trở, nhưng cũng gặp được quý nhân hoặc có cơ hội. Sự mong cầu về tin tức chỉ đem lại thất vọng. Đề phòng bị chơi xấu, có tin buồn ở xa, gặp lại người xưa. Tử vi tuổi Mậu Thìn, không nên để cho tình thế hiện tại trói buộc mình, mà hãy mạnh dạn tìm phương cách giải quyết hoặc ra đi tìm phương kế. Nên suy xét cho cẩn thận về những lời bàn ra, tán vào, sự việc đến hoàn toàn không dễ dàng. Nếu có hợp đồng, ký kết, giao dịch, đầu tư, thì cẩn trọng về chữ nghĩa sẽ có sự giấu giếm, lừa đảo hoặc bị sơ sót, lầm lẫn đưa đến bất lợi. Tử vi tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ không nên quá tin tưởng vào những lời khuyên từ người khác. Tại thời điểm này, bạn sẽ tốt hơn nếu tin vào chính kiến của mình. Ý kiến từ những người xung quanh chỉ nên được coi là sự tham khảo tạm thời trong bất kỳ tình huống nào. Trong khoảng thời gian này, tuổi Tỵ không nên tham gia vào các công việc nhóm hay dự án chung. Cấp trên, đối tác hoặc đồng nghiệp có thể không thành thật với bạn và rất có thể thành quả bạn tạo ra sẽ bị họ chiếm đoạt một cách trắng trợn. Tử vi hôm nay cũng nhắc nhở tuổi Tỵ nên tránh xa các cuộc tranh cãi và xung đột. Dù bạn có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, cơ hội chiến thắng cũng không cao. Để bảo vệ bản thân khỏi cảm xúc tiêu cực, đừng lo lắng quá nhiều, mà hãy để mọi thứ phát triển tự nhiên theo quy luật vốn có của nó. Con số may mắn 91, 75, 78, tử vi tuổi Tân Tỵ, ngày khó có tài lộc hoặc việc mong cầu khó có kết quả, có sự buồn phiền, gặp trắc trở đôi chút. Không nên vì những chuyện nhỏ nhặt mà quên đi mục đích chính của mình, chịu hao tốn một chút mà giữ được lâu dài. Ngày có nhiều sự việc đến, phải giải quyết hoặc giao tiếp.
có cuộc vui nhỏ. Tử vi tuổi Quý Tỵ có quý nhân giúp đỡ, có tài lộc nhưng dễ hao tán vì giao thiệp, chi phí các loại có định kỳ đến hạn phải chia phần. Cần nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói, việc làm dễ gặp chuyện thị phi, lời đồn hàm oan hoặc có những tin tức đến mà nội dung có sự trái ngược lẫn nhau, nhất là về mặt tình cảm. Có tin buồn về sức khỏe, bệnh tật, tai nạn, công danh của người thân. Tử vi tuổi Ất Tỵ, ngày có tài lộc hoặc việc mong cầu có kết quả, nhưng hơi có sự buồn phiền, gặp trắc trở đôi chút. Không nên vì những chuyện nhỏ nhặt mà quên đi mục đích chính của mình, chịu hao tốn một chút mà giữ được lâu dài. Ngày có nhiều sự việc đến phải giải quyết hoặc giao tiếp, có cuộc vui nhỏ. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, không nên chần chừ mà hãy ra đi để gặp gỡ mới có lợi. Sự mong cầu về công danh, tài lộc, tình cảm sẽ có kết quả tốt, nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu. Có tin xa, có sự gặp gỡ bất ngờ giữa mình và người thân, bè bạn, nhưng lại trái với dự tính. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, có quý nhân giúp đỡ, có tài lộc, nhưng dễ hao tán vì giao thiệp, chi phí các loại có định kỳ, đến hạn, hoặc phải chia phần. Cần nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói, việc làm dễ gặp chuyện thị phi, lời đồn, hàm oan, hoặc có những tin tức đến mà nội dung có sự trái ngược lẫn nhau, nhất là về mặt tình cảm. Có tin buồn về sức khỏe, bệnh tật, tai nạn, công danh của người thân. Tử vi tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ sẽ đón nhận nhiều vận may tài lộc và có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Tuy nhiên, bạn không nên chỉ tập trung vào vật chất một cách thái quá. Thay vào đó, hãy cân nhắc cả những lợi ích và rủi ro để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất. Dù tiền bạc có dư giả, tuổi Ngọ cũng không nên chi tiêu một cách thoải mái theo ý thích. Hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu. Nếu bạn có thể vượt qua những tình huống khó khăn với thái độ lạc quan, nguồn thu của bạn sẽ còn tiếp tục tăng tiến. Về mặt tình cảm, hôm nay có thể có sự căng thẳng do sự nhàm chán. Bạn và nửa kia nên thử thay đổi không gian, tạo ra những tình tiết lãng mạn, thường xuyên hẹn hò để hâm nóng lại tình cảm đôi lứa vốn có dấu hiệu nhạt phai. Con số may mắn 49, 97, 93. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, nếu có tiền bạc cũng phải chật vật hoặc phải có sự chia chác, đền bù, chi dụng. Không nên nhúng tay vào chuyện người hoặc không nên lơ là về công việc dễ bị sự trách oán, hiểu lầm hoặc có sự sơ sót. Khi xử sự không nên nghiêng về một phía sẽ bị nhiều áp lực. Cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng xe cộ máy móc có rủi ro, có tin buồn. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, hãy cố gắng tìm hiểu ẩn ý của người cần gặp hoặc của các nguồn tin đến với mình. Nên lắng nghe dư luận. Ý kiến trong nội bộ sẽ có điều hay khiến cho mình dễ dàng trong việc giải quyết. Nói tóm là không nên độc đoán và nóng nảy, sẽ có kết quả. Tài lộc trung bình, có tin xấu về sức khỏe, công danh, tình cảm của bè bạn, người thân. Ngày có nhiều lo âu, bận rộn, kể cả những việc cũ cũng xảy ra khiến mình phải giải quyết. Tử vi tuổi Bính Ngọ, nếu có cầu về hôn nhân, cũng nên chậm rãi, hoặc vì hoàn cảnh, tình thế chưa giải quyết được một cách êm xuôi. Chuyện tình cảm chỉ là thoáng qua, không nên mưu tính sự lâu dài. Người đến với mình chỉ đem lại điều hại hoặc tin xấu. Tốt hơn nên tự mình đi tìm, dễ bị trách oán, hàm oan. Tài lộc không tốt. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, nếu có tiền bạc cũng phải chật vật hoặc phải có sự chia chác, đền bù, chi dụng. Không nên nhúng tay vào chuyện người hoặc không nên lơ là về công việc, dễ bị sự trách oán, hiểu lầm hoặc có sự sơ sót. Khi xử sự không nên nghiêng về một phía sẽ bị nhiều áp lực. Cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng xe cộ, máy móc có rủi ro, có tin buồn. Tử vi tuổi Canh Ngọ, nên cẩn thận trong việc di chuyển, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Ngày có nhiều biến động, thay đổi bất ngờ, khiến mình phải lo toan, chống đỡ. Sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, có chuyện buồn, tin xấu. Ngày không nên khởi hành, mưu sự chuyện lớn, tiền và họa đi đôi. Tử vi tuổi Mùi cho thấy, tuổi Mùi sẽ gặp nhiều điều may mắn và thuận lợi liên tiếp. Quý nhân có thể là người gần gũi bạn, luôn dõi theo và giúp đỡ bạn trên con đường tiến đến thành công. Hãy tận dụng những cơ hội quý giá này nhé! Tình hình tài chính của tuổi Mùi hôm nay rất khả quan. Các khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục đổ về khiến bạn vui mừng. Nếu bạn tiếp tục duy trì tình hình kinh doanh tốt như hiện tại, tương lai của bạn sẽ trở nên rạng rỡ hơn nhiều. Nếu bạn đang độc thân, hôm nay có thể có cơ hội gặp gỡ nửa kia của cuộc đời qua những cuộc gỡ bạn bè một cách tình cờ và đáng nhớ. Hãy mở lòng và sống thật với chính mình, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương đầy ắp từ những người xung quanh. Con số may mắn 37,
86, 34, tử vi tuổi Quý Mùi. Dù sự việc có khó khăn đến đâu, cũng nên cố gắng dàn xếp cho ổn thỏa, hoặc làm xong công việc sẽ có kết quả tốt. Có khách hoặc có tin đến, phải tạm dừng công việc, phải ra đi để giải quyết, tiếp xúc. Có tài lộc nhưng phải hao tán cho mọi chi phí, nhưng cũng có quý nhân giúp đỡ, có lộc ăn, quà tặng. Chuyện tình cảm đôi lứa nên chờ một dịp khác, chớ nên quyết định. Tử vi tuổi Ất Mùi, mọi việc không nên cưỡng cầu, chỉ tự làm khổ mình. Có quý nhân đến giúp đỡ về mặt làm ăn hoặc có tin tốt về việc làm, đã đến lúc cần phải thay đổi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính từ lúc trước. Tài lộc đến bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, không nên tiến thêm. Tử vi tuổi Đinh Mùi, tình cảm bình thường, có tin xa. Ngày của sự hẹn ước, đáo hạn, sự mong cầu về tài lộc còn xa. Chỉ có lộc nhỏ, lộc ăn, quà tặng nhưng vẫn phải chịu hao tốn. Nếu có tổ chức tiệc tùng đình đám, sự việc sẽ kéo dài, không được như ý. Đã đến lúc có sự thay đổi phương hướng làm ăn hoặc công việc. Nếu công việc đang trôi chảy và kết quả còn xa thì sẽ bị gián đoạn nữa. Chừng vì có tin mới, sự kiện khác xuất hiện, hoặc có khách, quý nhân đến cần phải tiếp xúc và giải quyết. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, dù sự việc có khó khăn đến đâu cũng nên cố gắng dàn xếp cho ổn thỏa, hoặc làm xong công việc sẽ có kết quả tốt. Có khách hoặc có tin đến phải tạm dừng công việc, phải ra đi để giải quyết, tiếp xúc. Có tài lộc nhưng phải hao tán cho mọi chi phí, nhưng cũng có quý nhân giúp đỡ, có lộc ăn, quà tặng. Chuyện tình cảm đôi lứa nên chờ một dịp khác, chớ nên quyết định. Tử vi tuổi Tân Mùi, sự việc có thể đảo lộn không như mình nghĩ. Mọi việc không nên cưỡng cầu, chỉ tự làm khổ mình. Có quý nhân đến giúp đỡ về mặt làm ăn hoặc có tin tốt về việc làm. Đã đến lúc cần phải thay đổi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính từ lúc trước. Tài lộc đến bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, không nên tiến thêm. Tử vi tuổi Thân, tuổi Thân có thể cảm thấy không thật sự thoải mái trong công việc. Bạn có thể đang bị lợi dụng khi mà tất cả những nhiệm vụ khó khăn và cực khổ đều do bạn đảm nhận. Nhưng khi đến lúc được công nhận, tên bạn lại không được nhắc đến. Trong tình yêu, tuổi Thân đôi khi để cảm xúc dẫn dắt và không thật sự tỉnh táo. Điều này có thể khiến bạn trở nên mơ hồ, trải qua nhiều nỗi buồn dù cũng có được hạnh phúc. Tuy nhiên, công việc vẫn tiến triển tốt nhờ vào sự lý trí và quyết định tỉnh táo của bạn. Bạn luôn đặt ra yêu cầu cao cho bản thân và nỗ lực hoàn thành công việc đúng thời hạn, không để bất kỳ ai phải phàn nàn về công việc của mình. Con số may mắn 31, 62, 13. Tử vi tuổi Giáp Thân. Ngày tuổi của bổn mạng, mọi việc đều thay đổi, không nên theo đường hướng cũ. Tiền bạc vào nhanh ra nhanh, có quý nhân giúp đỡ, giao thiệp với người khác phái bất lợi hoặc mình phải lo toan cho họ. Cẩn trọng về sức khỏe không được tốt, có khách hoặc có tin tức của họ. Tử vi tuổi Bính Thân. Ngày tuổi của bổn mạng, nên từ chối hoặc rút lui nhẹ nhàng những việc không cần thiết mà hãy chú trọng vào những công việc quan trọng. Nếu có tin tức xấu hoặc có sự trở ngại cũng không nên lùi bước, sẽ có kết quả. Cẩn trọng chuyện thị phi, ràng buộc vì lời nói. Có tin tức về tình cảm ở xa, nên đi xa, rời chỗ. Tử vi tuổi Mậu Thân, ngày tuổi của bổn mạng, không phải một lần giải quyết và ra tay hành động mà kết thúc được vấn đề. Tránh mọi sự cãi cọ, xô xát hoặc vì nóng tánh mà gặp rủi ro mất đi nhiều tình cảm với người khác. Cuối ngày có tin vui hoặc có sự gặp gỡ. Ngày chỉ nên ngồi yên, việc thế nào thì chỉ làm như thế ấy. Tài lộc kém. Tử vi tuổi Canh Thân, ngày tuổi của bổn mạng, mọi việc đều thay đổi, không nên theo đường hướng cũ. Tiền bạc vào nhanh ra nhanh, có quý nhân giúp đỡ, giao thiệp với người khác phái bất lợi hoặc mình phải lo toan cho họ. Cẩn trọng về sức khỏe không được tốt, có khách hoặc có tin của họ. Tử vi tuổi Nhâm Thân, ngày tuổi của bổn mạng, không phải một lần giải quyết và ra tay hành động mà kết thúc được vấn đề. Tránh mọi sự cãi cọ, xô xát hoặc vì nóng tánh mà gặp rủi ro mất đi nhiều tình cảm với người khác. Cuối ngày có tin vui hoặc có sự gặp gỡ. Ngày chỉ nên ngồi yên, việc thế nào thì chỉ làm như thế ấy. Tài lộc kém. Tử vi tuổi Dậu khuyên bạn nên tự lượng sức mình. Vận trình của bạn cho thấy nếu bạn làm mọi việc một mình có thể gặp khó khăn và khó đạt được thành công. Bạn cần sự hỗ trợ từ người khác và sự dìu dắt của quý nhân để có thể đạt được kết quả như mong muốn. Để việc mưu tính của bạn thành công, cần phải có sự hợp tác và chung lòng của nhiều người. Nếu bạn là người giao thiệp rộng rãi và có nhiều bạn bè, việc làm ăn của bạn sẽ càng chắc chắn và thuận lợi hơn.
Về vấn đề tài chính, hôm nay của tuổi Dậu cũng khá thuận lợi. Đừng chê các khoản lợi nhỏ, vì nhiều việc nhỏ gộp lại sẽ tạo thành kết quả lớn. Bạn chỉ cần có số lượng nhiều thì việc thu hoạch tiền bạc cũng sẽ khả quan. Ngoài ra, để thành công về tài chính, bạn cần có sự giúp đỡ từ quý nhân và sự hợp tác đông người, nhờ vào sức mạnh của nhiều người mới có thể đạt được tài lộc như ý muốn. Gia đạo hôm nay có thể có tiệc tùng, sự kiện vui vẻ hoặc gặp gỡ bạn bè và người thân. Nếu đã lập gia đình, bạn nên cẩn thận trong mối quan hệ với người khác phái để tránh hiểu lầm và tình cảm không mong muốn. Trong tình cảm vợ chồng, cần có sự tin tưởng tuyệt đối lẫn nhau. Đừng để việc vui chơi, bè bạn làm bạn sao lãng gia đình. Sự đồng lòng trong gia đình sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn một cách dễ dàng hơn. Con số may mắn 21, 84. Năm Ni Tứ, tử vi tuổi Ất Dậu, không nên đi quá xa hoặc mong cầu những chuyện lớn lao thì lợi và hại sẽ đi đôi. Tin vui đi liền với tin buồn hoặc có nhiều chuyện, tin tức đến cần phải lo toan, tính toán. Có người đến mời hợp tác hoặc hỏi ý kiến. Tử vi tuổi Đinh Dậu, mọi việc còn lâu dài, chưa phải là đến lúc kết thúc nhưng cũng phải tiến hành cho nhanh, hoặc nên cố gắng tìm ra giải pháp mới. Tài lộc chỉ hé mở, chưa phải là lúc tính chuyện lớn lao, cần phải cố gắng thêm nữa để khỏi phụ lòng người, cơ hội đã giúp đỡ mình. Có quý nhân, bè bạn, người thân đến, nên nhu thuận với mọi người, tránh mọi sự thị phi, tranh cãi. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, việc đến như thế nào thì làm như thế ấy, nên cẩn trọng có những tình huống xảy ra không tốt, gặp trắc trở, hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình. Tuy nhiên, nếu có người đề nghị việc gì thì nên chấp thuận, không có hại, tình cảm tốt, thuận lợi cho việc đi xa, dọn dẹp, thu xếp công việc, chỉ nên nói chuyện ở chỗ riêng tư vì sẽ có người dòm ngó hoặc châm chích. Tử vi tuổi Tân Dậu, ngày có sự đáo hạn, đến hẹn cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Không nên đi quá xa hoặc mong cầu những chuyện lớn lao thì lợi và hại sẽ đi đôi. Tin vui đi liền với tin buồn hoặc có nhiều chuyện, tin tức đến cần phải lo toan, tính toán. Có người đến mời hợp tác hoặc hỏi ý kiến. Tử vi tuổi Quý Dậu, việc đến như thế nào thì làm như thế ấy, nên cẩn trọng có những tình huống xảy ra không tốt, gặp trắc trở hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình. Tuy nhiên, nếu có người đề nghị việc gì thì nên chấp thuận, không có hại, tình cảm tốt, thuận lợi cho việc đi xa, dọn dẹp, thu xếp công việc. Chỉ nên nói chuyện ở chỗ riêng tư vì sẽ có người dòm ngó hoặc châm chích. Tử vi tuổi Tuất mang đến mối nhân duyên tốt đẹp cho tuổi Tuất, là cơ hội để những mối quan hệ trọng yếu của bạn tiến triển thêm một bước nữa. Nếu bạn đang độc thân, hôm nay chính là khởi đầu cho một mùa hoa tình duyên nở rộ, hứa hẹn một mối lương duyên tốt đẹp sắp đến với bạn. Đây sẽ là một ngày tích cực, giúp tuổi Tuất cảm thấy tràn đầy năng lượng để thực hiện những kế hoạch đã đề ra. Nhờ vậy, mọi việc sẽ trở nên ổn thỏa và bạn có thể nhận được lời khen từ đồng nghiệp hoặc cấp trên. Tuy nhiên, trái ngược với sự thăng hoa trong đường tình duyên, hôm nay không phải là ngày thuận lợi cho tuổi Tuất về vấn đề tiền bạc. Bạn cần suy nghĩ thật cẩn thận và tránh các khoản đầu tư có độ rủi ro cao. Hãy suy xét kỹ lưỡng hoặc tìm kiếm lời khuyên từ những người có kinh nghiệm để đưa ra quyết định chính xác và tránh hối tiếc sau này. Con số may mắn 46, 85, 71, tử vi tuổi Bính Tuất. Việc gì cũng phải đi trước một bước kẻo lỡ việc. Chớ nên để sự việc đã xảy ra rồi mới lên tiếng. Không nên chờ đợi mà hãy ra đi để giải quyết hoặc gặp người cần gặp. Về lời ăn tiếng nói, giấy tờ phải có sự khéo léo và không nên khẳng định, không thành công, có tài lộc. Tử vi tuổi Mậu Tuất, hãy mạnh dạn ra đi để gặp gỡ, giải quyết công việc. Nếu là chuyện tình cảm cũng nên đến gặp vì họ đang cần mình dù không có lợi gì. Không nên khơi lại chuyện cũ chỉ gây thêm phiền lòng. Chớ để người khác níu kéo mình về tiền bạc. Có tài lộc, có tin vui buồn lẫn lộn. Tử vi tuổi Canh Tuất, nếu thấy việc trước mắt có lợi nhưng cũng nên đề phòng rủi ro hoặc có người dòm ngó gây sự cản trở cho mình. Có sự thay đổi công danh, chức vụ, phương hướng làm ăn hoặc nghe tin về chuyện này, nên cẩn trọng trong mọi hành động đi lại, di chuyển dễ gặp rủi ro, tai nạn, có tin buồn. Tài lộc chậm chạp hoặc có mà phải chia phần, chi phí, cầm tiền của người khác. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, hãy mạnh dạn ra đi để gặp gỡ, giải quyết công việc. Dù biết rằng có nhiều sự khó khăn đang ở trước mắt, sức khỏe không tốt, không nên khơi lại chuyện cũ chỉ gây thêm phiền lòng. Chớ để người khác níu kéo mình về tiền bạc hoặc chơi xấu. Có tài lộc, có tin vui buồn lẫn lộn. Tử vi tuổi Giáp Tuất,
có quý nhân giúp đỡ, có sự thay đổi trong đường hướng làm ăn, công việc, đi xa, có tin tức tốt về tình cảm ở nơi xa hoặc gặp gỡ bè bạn, người thân, có người đi xa, tài lộc tốt. Tử vi tuổi Hợi, tuổi Hợi không nên đưa ra những quyết định mạo hiểm hoặc liều lĩnh. Bạn có thể phải đi công tác xa, vì vậy cần hết sức thận trọng với vấn đề xe cộ để tránh va chạm hoặc tai nạn. Nếu không phải công việc quan trọng, có thể xem xét từ chối. Vận trình tài lộc của tuổi Hợi hôm nay không được khả quan lắm. Bạn không nên cho người khác vay mượn tiền bạc, nếu không có thể vừa mất tiền, lại vừa làm tổn hại đến mối quan hệ. Những ý định hoặc kế hoạch trong thời điểm này cũng không thực sự khả thi. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. May mắn thay, tuổi Hợi sẽ đón nhận tin vui trong tình cảm. Người độc thân sau một thời gian dài tìm hiểu đã tìm thấy nửa kia của mình và có thể tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Các cặp đôi đang yêu cũng có thể giải quyết được những mâu thuẫn và bất đồng trước đó, tìm được tiếng nói chung cần thiết. Con số may mắn 67, 35, 76, tử vi tuổi Đinh Hợi. Cứ hết lòng với công việc, chuyện tiền bạc, tài lộc sẽ đến ở một ngày khác. Chuyện tình cảm chớ nên nghĩ ngợi, sẽ có người hiểu mình. Tình cảm tốt, ngay có sự ước hẹn, đính ước, hội họp, tiệc tùng, có lợi nhỏ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi. Việc đến như thế nào thì làm như thế ấy. Tình cảm vui vẻ, có tin xa, ngày có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn, quà cáp, dự tiệc. Việc làm gặp quý nhân hoặc công việc dễ dãi thuận lợi. Có cuộc đi ngắn hoặc có sự sửa chữa, tu bổ, mua sắm về đồ đạc. Chuyện tình cảm không nên đặt nặng vào một người hay một công việc có sự trách oán. Có người không đồng ý về chuyện làm của mình. Tử vi tuổi Tân Hợi. Ngày có nhiều công việc hoặc có tin tức đến bận rộn khiến phải lo toan hoặc phải giao tiếp. Dù công việc dễ bị bỏ dở hoặc có sự thiếu sót, gặp trở ngại cũng nên cố gắng hoàn tất rồi mới bàn tính đến việc khác. Có quý nhân giúp đỡ hoặc đến bàn chuyện có lợi cho mình. Tử vi tuổi Quý Hợi. Việc đến như thế nào thì làm như thế ấy. Có tin xa. Ngày có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn, quà cáp, dự tiệc nhưng không vừa ý hoặc phải hao tốn, hoàn trả, vay mượn. Có cuộc đi ngắn hoặc có sự sửa chữa, tu bổ, mua sắm về đồ đạc. Chuyện tình cảm không nên đặt nặng vào một người hay một công việc có sự trách oán. Có người không đồng ý về chuyện làm của mình. Tử vi tuổi Ất Hợi. Ngày có nhiều công việc hoặc có tin tức đến bận rộn khiến phải lo toan hoặc phải giao tiếp. Công việc dễ có sự bỏ dở, phá ngang hoặc có sự thiếu sót, gặp trở ngại. Có quý nhân giúp đỡ hoặc đến bàn chuyện có lợi cho mình. Bạn nên tận dụng nguồn năng lượng này để vào công việc có lợi cho con đường tiến thân, lên vị trí cao hơn, chức vụ cao hơn. Ngoài ra muốn thành công thì bạn phải tích lũy nhiều kiến thức cho bản thân. Đừng nghĩ rằng chỉ cần làm việc siêng năng thôi là đủ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ạ. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video mới. Bye bye.